Nhiều khả năng nữ Morocco sẽ khép lại hành trình ở vòng 16 đội, bởi lẽ đối thủ của họ vào hôm nay là nữ Pháp. Không chỉ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đại diện của châu Âu còn là thế lực hàng đầu vào thời điểm hiện tại. Cùng với Hà Lan, Anh và Thụy Điển, nữ Pháp là một trong bốn đội đạt thành tích trên 6 điểm ở vòng bảng. Sau khi bị nữ Nam Phi cầm hòa ở ngày ra quân, đội bóng đến từ châu Âu gây ấn tượng hơn rất nhiều với việc ghi cả thảy 8 bàn ở hai lượt trận sau đó và đồng thời giành được chiến thắng. Tính trung bình, mỗi trận đoàn quân của ông Herb Rena xé lưới đối phương 2,66 lần, tức bằng tổng bàn thắng của nữ Anh. Thực ra, việc đại diện của châu Âu bỏ túi 7/9 điểm tối đa là điều được dự báo từ trước bởi họ là đội đang đứng thứ 5 thế giới. 4 năm sau khi vào đến tứ kết tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà, nữ Pháp vẫn duy trì được sức mạnh đáng nể. Cần biết thêm rằng, trước khi hành hạ các đối thủ tại vòng bảng World Cup nữ 2023, đoàn quân của huấn luyện viên Herb Rena đã có 7/8 trận bất bại gần nhất, thắng 6, hòa 1 và ghi tổng cộng 17 bàn. Đối thủ của nữ Pháp ở vòng 16 đội là nữ Morocco, đội bóng cán đích thứ 2 ở bảng H sau chiến thắng 1, không có phần may mắn trước nữ Colombia. Thực tế, nếu đại diện của Nam Mỹ không thi đấu chủ quan, chưa chắc thầy trò ông Reino Pedro đã bỏ túi 3 điểm tối đa và cũng là tiền để giúp họ ghi tên vào vòng đấu dành cho 16 đội xuất sắc nhất. Ở hai lượt trận đầu tiên, đội bóng đến từ châu Phi nhận thảm bại 0-6 trước nữ Đức trong ngày ra quân và đánh bại một nữ Hàn Quốc đầy bất ổn với tỷ số 1-0 ngay sau đó. Trên bảng xếp hạng FIFA, nữ Morocco đứng thứ 72, tức kém đội bóng xứ sở Lục Lăng đến 67 bậc. Thể thao 5.1 dự đoán đây sẽ là một chiến thắng nhẹ nhàng cho đội tuyển nữ Pháp. Dự đoán tỷ số sẽ là 3-0 cho nữ Pháp. Chúc các anh em may mắn!